Cặp vợ chồng đi ô tô trộm đào lúc nửa đêm, một ngày sau người vợ mang cây đến trồng lại vị trí cũ. Trước sức ép của cộng đồng mạng, cặp vợ chồng đi xí hộp ăn trộm đào đã mang trồng lại ở vị trí cũ. Ngày 4 tháng 3, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng đang đi bỗng dừng xe lại vác cây đào nhà người khác lên cốp xe. Chủ nhân đoạn clip đã trích xuất camera an ninh hình ảnh phản cảm này cùng biển số xe của kẻ trộm. Trước sự lan truyền của đoạn clip này, ngày 5 tháng 3, người phụ nữ đã mang trả lại cây đào về vị trí cũ. Đặc biệt, kẻ trộm đã cắt tỉa cây đào một cách cẩn thận. Chủ nhân của cây đào là anh Tuấn Anh Phong cho biết, sáng nay người vợ đã đến nhà mình xin lỗi, họ cũng xin không báo công an. Họ cũng nói rằng muốn được chăm sóc hộ cây cuối năm sẽ mang đến trả. Tuy nhiên, nhà mình không đồng ý, nhà mình yêu cầu phải mang cây đến trồng và cam kết vẫn là cây đó, vẫn sống thì mới được. Cũng theo anh Phong, cặp vợ chồng trộm đào đã để ý cây đào từ lâu và có ý định hỏi mua nó vì quá đẹp. Anh Phong cho biết họ thừa nhận là trộm cây và nói thêm rằng theo dõi từ Tết vì cây đào quá đẹp, họ định xin số điện thoại hàng xóm để hỏi mua, nhưng thấy nhà mình mang cây ra thì trộm đi luôn. Nhà mình cũng nói là mang cây lên trồng lại, hôm nay thấy cây vào soi camera thì biết cây trồng từ lúc trưa nay. Hiện tại nhà mình đã thuê người mang đi chăm sóc rồi, Tết lại lấy về. Nhà này trộm cây thậm chí còn cắt tỉa lại rồi đấy chứ. Tuy nhiên vẫn là cây đó thôi, vì nhà trồng mấy năm rồi, nhìn gốc là nhận ra ngay. Đây có thể coi là một cái kết có hậu cho vụ trộm đào xôn xao trên mạng xã hội này.